chưa thấy bên hội chủ nhật tới là 21, tây là bên Phật giáo Hòa Hảo có kỷ niệm Đức Quỳnh Trung Trực đó. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation under the Lord. Giang tay suốt một phút mặc niệm cho hàng triệu quân nhân cán chính do ở miền Nam Việt Nam và một phút mặc niệm cho hơn 1.000 chiến sĩ của Hoa Kỳ vẫn còn mất tích, vẫn còn bị cầm tù, chưa có được tin tức cho gia đình. Một phút mặc niệm cho tất cả những đồng bào miền Nam, những con người yêu nước hiện đang chiến đấu cho nhân quyền và tự do tại quê hương của mình. Một phút mặc niệm bắt đầu. Một phút mặc niệm chấm dứt. Xin mời ông Phó. Trước bàn thờ Tổ quốc và anh linh liệt sĩ đã bỏ mình vì lý tưởng tự do, cũng như bao người đã chết trong cô đơn nhọc nhằn buồn tuổi, chúng con, những thành viên Hội Ái hữu Cựu Chiến binh Hoa Kỳ tham chiến tại Việt Nam chương 201 San Jose, những người mang tấm lòng thiện nguyện đi phục vụ cho người cô đơn bạc mệnh, cựu quân nhân Việt Mỹ đã quên mình hy sinh cho Tổ quốc và người cần giúp đỡ trong hoạn nạn khốn cùng. Dâng nén hương lòng hướng về các bậc tối cao, vì chúng con tin vào Thượng Đế cho dù ở bất cứ tôn giáo nào. Nguyện xin hồn thiêng sông núi, anh linh hào kiệt hộ giúp cho chúng con thêm nhiều nghị lực, can đảm quên mình phục vụ cho tha nhân. Xin ban cho chúng con biết cho đi và không cần tính toán đón nhận về, biết làm và không mưu tìm phần thưởng, biết chiến đấu và không ngại đau thương. Cùng hướng lòng vào bàn thờ Tổ quốc Việt Nam và hương linh anh hùng liệt sĩ, chúng con thành viên Hội Ái hữu EPVA 201 San Jose cùng dâng nén hương khẩn nguyện. Chúng tôi xin mời quý vị mà có cái bước đê của tháng này đặc biệt xin lên thay mặt cho hội để đốt nhang. Trân trọng kính mời quý thành viên an toàn. Hai, họ Lâm. Dạ, dạ. Lần đầu tiên tôi đến. Dạ. Dạ, cầu xin. Tôi muốn vô hội đây nhưng mà chủ tịch nói là để đợi vài lần rồi mới coi có thích thì mới vô được. Dạ, thưa, cái đó là theo cái nội quy và cái nội lệ của hội thì những thành viên nào muốn gia nhập vào hội đó thì chúng tôi yêu cầu là đến một vài lần xem cái cách sinh hoạt của hội có thích hợp hay không, thì sẽ làm thủ tục để mời quý vị vào hội. Chúng tôi
xin quý vị trong hội với mình cho chàng pháo tay để chào. Chị Kiều ở trong hội 50 đồng. Chị Mai là bánh ngọt và một cát nước lọc. Chị Tuyết là nho. Chị Út nuôi là bả là cái lò chả lụa, có đang chả lụa tới. Anh Biểu Thái và anh Hiệp quay Hiệp Cao, trời ơi tôi nói và tôi nghĩ dạ, anh hai anh đem thịt quay tới cộng thêm anh Hiệp có đem thêm một cát bia nữa, sợ không có đủ say rồi. Chị Phát bún chay, chị Tươi bánh cam. Quý vị đáng thưởng thức bánh cam là công tác của chúng ta trong những ngày sắp tới. Công tác thì nói không có được vui mấy rồi. Không, có người vui, có người buồn, anh nói gì sao được. Nhưng mà chúng ta là ai là bây giờ cũng ham đi bộ lắm nè, thành ra là để công năm nó có hơi tác nhau một chút. Thì kính mời tất cả quý vị thành viên của hội tham dự cho nó đông đủ. Còn những quý vị mà ân vũ có của mỗi năm chúng ta sẽ diễn hành ở bên dưới đó. Yêu cầu ông sĩ quan nghi lễ của đơn vị tổ chức là chúng ta đi 4 lá cờ, 2 cây súng, một cái banner. Có thể chúng ta cũng trách nhiệm luôn cái banner của hội mẹ. Và cái quan trọng nhất là chúng ta có 2 lá đại kỳ. Lá đại kỳ của quân lực của nước Việt Nam Cộng Hòa thì sẽ là lá cờ vàng 3 sọc đỏ. Và tôi muốn hỏi ý kiến là cô Hoa, cái team của cô Hoa đó là có những sinh viên của trường Đại học San Jose State, năm nay có thể lãnh trách nhiệm đó hay không? Nếu như mình hỏi có yêu cầu thì con sẽ mời các em. Nếu mà quyết định thì con sẽ email ra từ bữa nay thì các tôi em. Tôi nói đi là coi như không có phải trách nhiệm những cái này đó, thì người ta sẽ cầm những cái đó, chẳng hạn cái người mà đi lít đầu để biết cái số thứ tự của cái team của mình đó, là người đó sẽ năm nay mình làm sẵn một cái cây ở trong đó có cái bảng, rồi mình dán cái số thứ tự của mình lên để cho cái người đó cầm đi đầu tiên. Rồi tôi trước khi tôi giao cho bên tài chánh thì tôi quỹ lão tháng 11, đúng rồi, quý vị cũng nên chuẩn bị tinh thần, chúng ta sẽ đi vào 2 bệnh quân y viện của quân đội Hoa Kỳ, một cái là Palo Alto, một cái là Menlo Park, vào trong ngày Thanksgiving. Nếu không có cái gì thay đổi, còn nếu như có thay đổi chúng ta sẽ phải làm trong cái ngày Christmas Day, thì trong 2 cái ngày đó. Năm nay nói về cái ngày mà đi quỷ lão đó, tôi muốn là trong hội của chúng ta đó, những cái người mà còn hăng hái, còn trẻ đó, thì lập dùng cho một cái toán. Năm nay tôi sẽ giao cho cái toán đó đi mua tất cả những cái quà đó để về sẽ bỏ vô trong bao gian tới để tặng, giống như mỗi năm quý vị cũng đã biết rồi. Đừng có lo là mình sẽ không bỡ ngỡ, không có quen thuộc cho công việc đó. Làm thiện nguyện giúp đỡ. Thật sự ra nếu quý vị mà theo dõi với chúng tôi, quý vị sẽ thấy nhiều cái hoàn cảnh, nghĩa là phải nói nhiều cái hoàn cảnh phải nói rằng thì là chúng ta không có thể ngờ có những vị qua đây
suốt từ lúc mà định cư ở đây cho tới cái này cho là cái hội trường của hội chúng ta, thì làm sao mà có tiền mà làm mấy ngàn bài cho mỗi một trường đọc không như vậy được. Chính vì thế cho nên nó là vì cái công việc mà nó mang cái dấu ấn tinh thần, mang cái tính nhân bản của người Việt Nam tha hương như vậy đó, cho nên là ngày nào chúng ta còn mở mắt còn thấy ánh sáng của cuộc đời thì chúng ta nên tiếp tục cái công việc đó, bởi vì một người mà chết tha hương là nó rất là buồn tủi. Thì chính vì thế cho nên chúng ta phải làm cái công tác đó, mặc dù có những dư luận người ta nói không có tốt về mình, nhưng mà chính vì những cái công việc đó và những cái công việc mà chúng ta làm mà không có đụng chạm gì tới những hộ cộng đồng ở trong cái cộng đồng của San Jose ở đây, cho nên nó là nó hơi phức tạp. Chúng ta sẽ phải gặp nhiều cái mà dư luận ở ngoài mà đối xử với những thành viên ở trong hội. Dĩ nhiên là ở một cái tập thể thì có người nọ người kia, nhưng mà chính vì thế cho nên nó là nó có những cái ý kiến của những người người ta muốn xây dựng, người ta muốn là chúng tôi phải có một cái kỷ luật, phải giữ giống như những cái hội khác. Thì cái thưa quý vị là chúng tôi làm được chừng nào thì hay chừng đó, chứ tôi không có dám áp dụng cái kỷ luật của tôi không biết của ai, nhưng mà đều ở trong quân đội chúng tôi thì nó khác, nó bây giờ không có còn cái đó nữa. Thành ra chỉ muốn kêu gọi cái suy nghĩ, cái trái tim của quý vị. Quý vị có thể giúp chúng tôi thấy rằng công việc của chúng tôi làm nó đúng, thì quý vị giúp chúng tôi không những về tiền bạc để mà có thể làm những công việc đó, rồi còn cộng thêm cái sức nữa. Tôi thấy có một vài vị ở trong này lớn tuổi mà nhiều khi phải làm cái công việc nó cũng nặng, là mà nó đụng chạm tới sức khỏe của những vị đó là chúng tôi cũng rất là thấy xót xa trong lòng, nhưng mà biết làm sao hơn bây giờ. Vì như quý vị biết đó, tất cả hội chúng ta bây giờ 130 người, nhưng mà quý vị thấy khi nào mà mình họp đông nhất là cỡ khoảng 40 người, 50 người thôi. Còn nếu như mà thực sự mà làm công tác đó thì chỉ 20 mấy người thôi. Thành ra chúng tôi phải tận dụng hết tất cả. Mong quý vị thông cảm những cái chuyện đó. Trước khi của anh Cang nói đó, thì Veteran Day đó nó nhằm ngày 11 Tây, Chủ nhật 11 Tây tháng 11 là Chủ nhật thứ hai. Thành thử đúng là ngày họp chúng ta đó mà chúng ta bận đi bờ rê rồi, thì xin tôi đề nghị với anh hội trưởng cũng như tới quý vị đó là chúng ta họp vào ngày 4 tháng 11, tức là ngày Chủ nhật 4 tháng 11.
Tại sao? Vì cái ngày hôm đó chúng ta có thể là tận dụng cái ông trưởng ban nghi lễ của mình nhiều hơn, là mình sẽ có cái buổi tập vợt về súng, về cờ này kia kia nọ. Ông hội trưởng và quý vị có đồng ý không? Tôi đồng ý. Rồi còn một cái nữa, bây giờ cái có cái gì nữa đó là từ nay về sau đó thưa quý vị, sau khi ông hội, như là ông hội trưởng nói, thì sau khi mà ông hội trưởng nói những cái công tác sắp tới của chúng ta đó, thì nếu quý vị nào mà không đồng ý trong cái điểm đó hoặc là có cái gì sửa đổi đó, thì quý vị cứ đưa lên ý kiến tại cái lúc mà trong sau khi anh hội trưởng nói đó, thì chúng mình có cái buổi kêu bằng cái góp ý đó, thì chúng ta đưa lên và nói liền đi. Thì trong cái ngày hôm nay, cái ngày của tháng 11 đó lại có quá nhiều cái chuyện đi, chẳng hạn như chúng ta 11 tây là chúng ta đi Bờ Rê rồi, mà tới 21 tây tháng 11, 22 tháng 11 đó, lại là cái Thanksgiving nữa. Mà rồi anh hội trưởng thì cố ý là hủy lạo cái trong cái ngày đó nữa, và ta thấy là nó trùng hợp nhiều quá. Thì quý vị nghĩ sao đó, đây là cái sự bàn cãi của quý vị đó, để nhiều khi mình có thể đi được hay không này kia nọ. Thì ông hội trưởng nghĩ sao? Tôi biết rằng thì là những cái công tác mà nó gần quá như vậy á, thì có nhiều khi nó trở ngại cho tất cả những thành viên ở trong hội. Nhưng mà nếu chúng ta thực hiện được như thế thì nó tốt hơn. Bởi vì sao? Cái ngày Christmas đó, rất nhiều hội đoàn đó là họ muốn vào trong những cái bệnh viện đó để họ ủy lạo ở trong đó. Thành ra nhiều khi chúng ta đụng với họ, cái thời gian nó không có được thoải mái. Mình xin hết. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Quý vị trước khi mà tiếp tục nữa thì tôi xin thầy chúng bạn của chị Thủy đã nhận được của chị Thanh Đỗ 40 đồng, anh Hiệp Nguyễn 100 đồng, chị Kiều 100 đồng, chị Đinh Thị Phong 100 đồng và I'm
riêng quê hương giữa đêm đêm buồn bằng những dòng sông chảy xuôi đêm trường ôi những dòng sông nhân lực đau thương dưới ánh trăng anh ngồi gõ tầm tên em mơ một ngày mai bao nổ vang trên đồi đồng những đóm hoa quả trời là hoa đăng ngày cuối khi chiến tranh kết thúc tương lai ta có nhau trong đời đêm trường trường là ngoài yêu
người đi trong nghề đi và theo cái tay lơ cao tay có muốn sầm được trong nghề nhu nhược ba nước Việt Nam. Chiều nay em anh buồn lắm. Sao biết hay vậy? Bye.
alo, alo, vỗ tay quý vị ơi. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn nhiều.